Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, kính chào bác. Hiện tại là bên xưởng là đón anh Tư ở tại Thanh Thủy anh nhỉ? Thanh Thủy, Thanh Sơn anh nhỉ? À, Thanh Sơn Phú Thọ rồi. Và cho anh Tư ở tại Thanh Sơn Phú Thọ là về ký duyệt bộ bàn ghế hàng thửa Minh Quốc Đào Chim. Đấy, chất liệu gỗ hương đá bao gồm 6 món đây. Thì là hôm trước anh đã đặt xưởng rồi, thì hôm nay anh về xem phần mộc. Đấy, sau khi xem xong phần mộc thì anh đã đồng ý và sẽ ký duyệt phần mộc của sản phẩm này, thì sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện. Sau đó chúng tôi sẽ hoàn thiện như là bàn giao gia đình, thì tôi có quay lại video clip kỷ niệm với anh Tư. Cái bộ này là hàng thửa nhé. 6 món cột 12, chất liệu gỗ hương đá, và anh đặt dày hơn những bộ phổ thông là anh làm dày là khuôn tranh 4 ván 2. Đấy, anh thửa chúng tôi là làm dày khuôn tranh 4 ván 2 quý vị ạ. Hàng dày dặn. Đấy, rất là dày. Đấy, khuôn tranh 4 này, ván 2 nhé. Đấy, thì anh đã ưng và anh đã duyệt phần mộc rồi. Thì anh đã ký duyệt và sau đó thì chúng tôi sẽ sơn BU hoàn thiện cũng như là bàn giao ra đây nhé. Quý khách hàng nào có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, hiện tại tôi đang quay video trực tiếp tại phân xưởng cái khu ngoài đây, rất là nhiều hàng hóa phân xưởng cái khu ngoài của bên cơ sở đây. Đấy, ở bên trong này là khu vực sơn BU hoàn thiện này. Đấy, quý khách hàng nào có nhu cầu thì liên hệ theo thông tin trên màn hình.